Vâng ạ, em xin kính chào tất cả các bác đã đến kênh bán hàng của bên em nhá. Bác nào có nhu cầu mua hàng thì các bác gọi điện thoại trực tiếp bên cơ sở 1. Các bác nào muốn tư vấn gì các bác gọi bên cơ sở 2 của em thôi nhá. Vâng, ngày hôm nay trong video này hôm nay em xin giới thiệu tất cả mọi người cách biến đổi một chất âm, thay đổi cục diện toàn bộ một cái chất âm của một cái loa chỉ với vài trăm ngàn thôi các bác nhá. Mà không cần cầu kỳ, không cần phải gọi là câu cắt gì, không cần phải làm lòng thòng một cái gì cả mà vẫn đưa ra độ thẩm mỹ cao, tiếng âm hay. Đấy, đây là một chiếc loa chép giấy các bác nhá. Chép giấy thường thường nó sẽ lắp vào trên cái loa này. Đấy, thường thường là những cái loa này. Và khi mà trường hợp mà nó hát to quá nó sẽ dễ cháy, hoặc có thể tiếng nó sẽ không mạnh, không khỏe, hoặc bị dè, thì các bác lưu ý cho em nhé các bác nhá. Ngay bây giờ các bác thay đổi cho em một cái dòng loa chép kèn, đấy, Kool 350 như thế này, có tên là JBL333D. Và các bác bỏ qua cho em cái xuất xứ này đi nhé các bác nhá. Bỏ qua cho em cái xuất xứ này bởi vì là tất cả các hàng này đều nhập khẩu Made in China thôi các bác nhá. Đấy, nói thế cho nó nhanh. Chỉ với vài trăm ngàn, đấy, một bộ combo như thế này, combo như thế này gồm cả họng kèn, gồm cả cú chép là 500 ngàn một đôi, em bao ship cho anh em luôn các bác nhá. Và đầu đôi họng này là 80.000 một đôi họng nếu các bác mua rời các bác nhá, bởi vì cái tiền ship nó rất là cao các bác nhá. Và là hàng họng này họng nhập khẩu trực tiếp các bác nhá, hàng nhập khẩu trực tiếp bằng nhựa ABS cực kỳ là chất lượng luôn các bác nhá. Khi đưa con chép này vào tiếng nó sẽ sáng hơn, khỏe hơn, chi tiết hơn và hát cao kê cực sướng các bác nhá. Đây, đấy, một cái loa này em đang dùng một cái chép kèn này, còn cái chép giấy ở dưới, đấy, các bác nghe sướng chưa? Cực kỳ là sắc nét các bác nhá, đó, chỉ với 500 ngàn thôi nhá, 500 ngàn thôi các bác ơi, bao ship cho anh em luôn. Các bác nghe đấy, nó tiếng nó khỏe, nó sáng, nó đanh hơn, hát nó sẽ nhẹ nhàng hơn, nghe nhạc len keng lách cách hơn mà không cần phải đấu lắp một cái gì đau đầu cả các bác ơi. Trong cái loa như thế này nó có phân tần sẵn rồi các bác nhá. Nó có phân tần sẵn rồi, các bác chỉ cần gì câu một cái dây vào đó đây thôi, âm vào âm, dương vào dương, bởi vì nó có tủ lọc chép rồi các bác nhá, không cần phải làm gì cả. Còn các bác lo là có lắp được không thì trả lời các bác là cực kỳ đơn giản. Lắp cái này để xuống thì sẽ không bao giờ vào được, nhưng mà kể cả củ to gấp dưới như thế này, các bác luồn ở dưới lên, tháo bát ra luồn ở dưới lên và xoáy họng kèn vào. Đấy thôi nhá, xoáy họng kèn vào và bắt ốc của thế là xong. Đấu lắp cực kỳ đơn giản mà nó vẫn thẩm mỹ cực kỳ luôn. Không cần phải đả chết loa làm cái gì, không cần phải mua dây dọ lòng thòng làm gì đâu nhá. Mà vẫn ra được chất âm của một cái chiếc nguyên thủy của cái loa này, cái bát nguyên thủy của này, và tăng cường tiếng chép, tiếng trung sáng hơn rất nhiều. Và chỉ có vài trăm ngàn thôi các bác nhá. Nó cực kỳ hiệu quả các bác nhá, cực kỳ hiệu quả và nó hợp lý với các bác luôn. Đấy, chỉ với 500 ngàn một cái cặp chép JBL333D và một đôi họng như thế này, thì đôi họng như này nó tương ứng với này một con chép giấy nhà các bác nhá, nhìn đây, nó sẽ tương ứng với các bác, không về chỉ có việc lắp vào là xong, các bác không phải câu cắt cái gì cả các bác nhá, thì có hai cái dây vào dương âm âm cái này, dương thì vào đây, âm thì vào đây, thế là xong thôi. Và đấu lên hát như bình thường, tiếng sắc khỏe mạnh, chi tiết hơn, mà chỉ thay đổi có vài trăm ngàn thôi các bác nhá. Đấy các bác nhá, cực kỳ hợp lý các bác luôn. Và cái họng này lần đầu tiên xuất hiện trên Việt Nam các bác nhá, lần đầu tiên xuất hiện trên Việt Nam, thời điểm trước chưa có một đơn vị nào cung cấp cái dòng họng này luôn. Và bên em tự hào là một trong những đơn vị đầu tiên cung cấp cho các bác những cái dòng họng độc quyền như thế này, chất lượng như thế này và nó lại hiệu quả như thế này các bác nhá. Nếu các bác mua rời đôi họng này, giá của nó là 80.000 thôi nhá, 80.000 là bên em bao ship rồi. Còn mua trên Shopee bên em sẽ để cho các bác một cái đường link ở phía dưới. Hãy đường link trên phía dưới, bởi vì Shopee thì là các bác phải tự trả ship cơ nhá. Các bác tự trả ship và em sẽ để một cái đường link mô tả phía dưới để các bác kích vào đó mua hàng thôi nhá. Đấy, bởi vì Shopee lên đó nó đánh thuế thôi nhá, có thuế. Đấy, ok các em. Các bác nào còn nhu cầu mua trực tiếp thì là liên hệ bên em. Đấy các bác nhá. Đấy, còn thích mua ở Shopee không cần gọi điện thoại bên em thì kích vào đó, có thể Shopee nó có những cái voucher giảm giá cũng mua được rất là rẻ các bác nhá. Đó. Đấy, các bác nhìn nào, cách thay đổi cực kỳ hợp lý cho các bác luôn, cực kỳ hợp lý phải chăng cho các bác luôn. Đấy, mà không cần phải đầu tư quá nhiều, chất âm loa tăng cường mạnh hơn, đấy, tiếng sáng hơn, khỏe hơn, mạnh hơn, chi tiết hơn, mà chỉ có với 500 ngàn thôi các bác nhá. Một bộ combo cả củ chép và cả phễu này luôn. Đấy, một đôi các bác nhá, giá là giá một đôi đấy, 500 ngàn một đôi, bao ship cho anh em luôn. Ok thì các bác, mọi chi tiết mua hàng các bác gọi điện thoại trực tiếp bên cơ sở 1 các bác nhá. Cần tư vấn thì các bác gọi bên cơ sở 2 của em. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em nhé.